Quay luôn. Quay tiếng chim luôn. Quay tiếng chim luôn. Kêu hoài nha, có quen không mà kêu hoài nha. Không phải ông đâu. Ông bỏ vô đó hết rồi. Có lấy núi rồi không? Có chứ. À. Đây coi. Phải cây giấm không nè? Hai miếng. Đường đi chắc chở. Đá lớn anh hai tên không? Có lớn. Mẫn gừng anh hai. Chào mấy kia các bạn. Không có giờ hơi lâu ạ. Mấy kia lâu, mình đợi mấy kia lâu ra lâu lắm. Thôi mình đi ra ngoài chỗ kia mình ăn cái gì đi. Ngoài kia có suối vô, ra suối kia vô. Cái đường đi ra có suối á. Ủa cái này cái gì gần ngãi anh ơi. Ừ. Ngồi sao quay đi. Để quay liên tục nè. Quay đường xuống á. Nó đang quay cái liên tục á. Cái gì? Cái gì á. Rồi chứ không á. Sao xuống rồi? Khá không nổi rồi. Tưởng mấy người kia lên mới đây mà xuống rồi. Chưa tới chậm chắc. Chưa có ghé vô nữa. Mà mấy cái chùa nào vậy? Hết đường á. Hàng mai á. Chưa tới nữa. Đi hết đường luôn. Dữ thiệt nhé. Vậy để bên đây anh ngồi lên cái kẹp. Ừ, ừ. Để đây nè, để đây nè. Để lên. Đó. Ngồi lên luôn hả? Ừ. Lên đi. Xuất phát, xuất phát. Thì đi. Đi thả chứ không gì đó. Xe giờ ra đi ngon rồi. Trong kia mình rất rã. Yeah. Ốp ông già. Nghe cái trống luôn nha, chỗ trống là té. Chết. Chết rồi, nó lấy số mới được trong túi luôn. Thắng là chỗ có chớn mạnh quá thắng cái chỗ chuyện.
chỗ kia anh ơi. Ừ. Như xúc khúc ngoài đây có xe hủ tiếu gõ hay gì á. Ừ, ghé bữa luôn.
có sức tắm. Sáng thì chưa ăn gì hết. Lá đỏ đá quý nè. Đi kiếm kiếm được cục đá quý nha. Lẫm gì hoài này, kiếm đá. Đây hai con trâu đang tắm nước. Tắm không? Tắm không? Tắm nước mình nè. Ơi à, cái cây gimbal của ông đâu? Ôi. Cái cây gimbal đâu? Đó. Kẹp vô. Kiếm cái chỗ đứng trước đó. Khoan kẹp vô cái đi. Mình kiếm chỗ đứng trước đó hả? Nè. Chưa sửa lại cái anh Tú, phụ cái anh Tú.
không an toàn. Cảnh này mới đẹp ở đây nè. Không có mạng.
Mưa lớn rồi. Thôi ở đây thôi. Này, mưa.